chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn chương trình học bên Singapore ở bậc phổ thông, đại học và sau đại học. Khi đến học tập tại Singapore, bạn có thể chắc chắn rằng những gì bạn nhận được không đơn thuần chỉ là chương trình học hoàn hảo, mà đó là một nền giáo dục toàn diện. Và để cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ về mặt xã hội và những trợ giúp thực tế. Phần lớn thì các trường đều có dịch vụ hỗ trợ toàn diện như là tư vấn, lựa chọn về nơi ở và chương trình định hướng để giúp cho sinh viên cảm thấy thoải mái như là đang ở nhà. Và bạn sẽ ngạc nhiên đến thú vị trước chất lượng, việc lựa chọn cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ của trường để hoàn thiện kinh nghiệm học của mình. Và bạn sẽ được tiếp cận với công nghệ hàng đầu thế giới, với các dịch vụ thư viện cũng như là tham gia vào các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa. Giáo dục ở đây không chỉ đơn thuần là trong phạm vi lớp học, mà đó là cả một quá trình khám phá. Và bạn hãy thử nghiệm xem điều này với chính mình nhé. Và chương trình học phổ thông thì cơ sở bao gồm các môn như là Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học và nhân văn. Vào năm thứ ba bậc phổ thông cơ sở thì các bạn sẽ được chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban. Các bạn học như là nghệ thuật, khoa học, thương mại hay là chuyên ngành kỹ thuật. Chương trình học ở bậc cơ sở Singapore nổi danh trên thế giới về khả năng phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng trí tuệ. Học sinh nước ngoài được chấp nhận theo học chương trình phổ thông cơ sở tùy thuộc vào chỗ trống của các trường. Về chương trình đại học thì sau khi các bạn hoàn tất chương trình phổ thông, học sinh thường sẽ học chương trình cử nhân các đại học công lập hoặc là tư thục tại Singapore. Chương trình cử nhân kéo dài từ 3 đến 5 năm tùy chuyên ngành, cử nhân kỹ thuật, dược, luật, xây dựng, bất động sản, âm nhạc và kiến trúc thường kéo dài 4 năm, trong khi ngành y tế kéo dài 5 năm. Về yêu cầu đầu vào Anh ngữ là IELTS 6 chấm hoặc là tương đương. Về chương trình sau đại học, chương trình thạc sĩ tại Singapore kéo dài 1-3 năm, yêu cầu tối thiểu là có bằng cử nhân hoặc là tương đương và có trình độ Anh ngữ IELTS 6.5 hoặc tương đương. Chương trình tiến sĩ kéo dài ít nhất 2 năm sau bậc thạc sĩ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về bậc học phổ thông, đại học cũng như là sau đại học tại Singapore thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số hotline 0838382080 để được tư vấn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.